Không, con không có bất tài. Con là một người rất là có tài. Nếu con không có tài, con không lo nổi những cái chuyện trong gia đình này đâu. Khi mà con Lệ nó đi nước ngoài, một tay con lo cho ông bé Minh Ngọc nó ăn học, rồi ba bị bệnh nằm bệnh viện một tay con lo hết. Tất cả mọi thứ đều còn là con lo hết trơn hết rồi. Rồi con lo làm ở nghề này không có con nữa. Một người cha giỏi như vậy, một người chồng tốt như vậy thì không thể nào gọi là bất tài được hết. Con hiểu chưa? Con đang lo cho vợ của con. Đến bây giờ cũng không gọi điện thoại, không nhắn tin gì con hết. Trước đó con Lệ nó đi Mỹ, nó lo cho con trai của nó đầy đủ. Bây giờ nó về đây, không lẽ nó bắt con còn phải lo? Nhưng mà ba hiểu, là một người đàn ông thương vợ như con, cái chuyện lo cho gia đình là chuyện rất bình thường. Để ba kể cho con nghe chuyện này. Hồi đó đó, má con Lệ, bà kinh doanh rất là giỏi. Có lần bà cũng bị áp lực rồi, bà bỏ nhà bà đi. Ủa? Bỏ nhà đi hả ba? Ừ. Vậy chắc lúc đó ba lo dữ lắm hả? Thì đương nhiên là ba rất là lo. Tánh con Lệ đó nha, vợ con đó nha, giống y chang má con nó ha. Nó rất là giỏi kinh doanh, rất là giỏi kiếm tiền ha. Rồi con biết là lúc đó má con Lệ là làm ăn thất bại rồi nên bà bị stress, rồi bà bỏ nhà bà đi. Rồi con Lệ lúc đó nó mới có 10 tuổi à ha. Rồi ba không biết cách nào để mà làm cho má con nó trở về hết trơn cái rõ. Chính nó bài kế để cho má con nó trở về bên cạnh ba đó con à. Là chuyện sao ba? Nâng chén tiêu sầu, sầu lại càng sầu. Ba Đức, ba lại uống rượu nữa hả? À... Mẹ không thích ba có mùi rượu, mẹ cũng không thích nhà cửa bừa bộn. Mẹ đang buồn nên đi ra ngoài cho tháng. Lát nữa mẹ về, ba thì hôi mùi rượu, nhà thì dơ. Ba nghĩ mẹ có muốn về nhà không? À... Ba Đức, ba rượu uống nữa nha. Ba với con cùng dọn nhà, nhà cửa thì sạch sẽ, ba với con thì thơm tho, thì mẹ sẽ về nhà ba. Ừ, cảm ơn con gái rượu của ba. Lại rượu nữa, mẹ không thích rượu mà. Ừ, thì không phải là rượu mà là cục cưng. Bây giờ ba có đi dọn nhà không? Có. Thì hai ba con mình đi dọn nhà nha. Ừ. Rồi con phụ ba nha. Con xếp dép đi, phụ ba quét sạch. Cô gái, cô thấy ba ăn mặc sao? Được không? Tắm rửa sạch sẽ hơn nhiều rồi đó ba. Ừ. Ba thấy hồi hộp quá. Hay là bây giờ con hát cho ba một ca khúc để cổ vũ tinh thần cho ba được không? Dạ được. Được hả? Vậy bây giờ con hát bài gì? Dạ, cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Giờ ba giả bộ ba làm MC. Cái ba giới thiệu con, cái con hát ha. Dạ. Ừ. Và sau đây xin mời các bạn nghe một ca khúc Cả nhà cùng yêu thương nhau do ca sĩ Lý Lệ Lệ trình bày. Chúc một chàng vỗ tay. 2, 3. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười. Lệ! Mẹ! Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá à. Mẹ cũng nhớ con. Ba, mẹ về rồi kìa ba. Ba đứng đó làm gì vậy? Ba ra xin lỗi mẹ đi. Ba, ba qua xin lỗi mẹ đi. Ba xin lỗi mẹ đi. Ừ, để ba. À, Hanna, em nhìn kỹ đi. Có thấy gì không? Mẹ, ba bỏ rượu rồi đó mẹ. Thiệt không? Thiệt. Anh đã nhủ lòng mình là từ bây giờ anh sẽ không uống rượu nữa. Chỉ mong là em tha lỗi cho anh và quay về với ba con anh ha. Mẹ tha lỗi cho ba đi mẹ. Cả nhà ba cùng thương yêu nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Ba cảm ơn con gái. Hôm nay gia đình mình vui quá. Nhờ có con đó.
Hồi đó Lệ còn nhỏ mà giỏi dữ vậy mà. Giỏi, rất giỏi. Bây giờ con cảm ơn ba. Con nghĩ rồi, con nghĩ ra cách rồi. Con nghĩ ra được cách là Lệ sẽ quay về với con. Em nhớ hồi lúc mẹ bệnh á, tâm lý ba cũng lo có bất thường dữ vậy. Rồi chừng nào mới hết? Nói chung là cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi cũng đừng để ý ba làm gì. Bây giờ sao? Không lẽ cứ về hoài, đang ngủ cứ bị đánh thức bằng gì đó hả? Yên tâm đi, ngày mai anh sẽ được đánh thức bằng cách khác. Màu sắc vậy luôn. Good morning. Chào hai cớ, hai đứa con yêu dấu của ba. Hello. Hôm nay ba làm một món ăn sáng thật là tuyệt vời cho gia đình chúng ta. Dạ ba. Món gì vậy ba? Món gì thì chút xíu nữa múc lên con sẽ biết. Mà bảo đảm là ngon. Và bắt đầu bây giờ nha, ba nói cho con một thông tin như thế này. Dạ. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, hay trước khi đi làm, dạ, hay trước khi đi ngủ, chúng ta phải nhảy. Nhảy một điệu mà trên cái mạng này nhảy. Bây giờ chúng ta tự tập nha. Dạ. Biết tại sao không? Bây giờ mẹ con đang ở nơi xa, xa chúng ta. Vì vậy ba muốn á, quay cái clip này để làm sao để khi mẹ nhận ra mẹ biết là nhà là nơi phải về. Bây giờ mình sẽ nhảy theo cái trend này chứ. Đồng ý không? Ok ba. Dạ. Sao chị cho cực vậy? Chuẩn bị. Đúng rồi, đẹp rồi. Má kìa. Ừ, sao? Cái gì? Mà máu. Máu. Trời ơi, ba sợ máu. Ba. Trời ơi, nó đừng có nhảy rồi mà. Ba thấy á, mẹ con bấm nút coi rồi thì chắc chắn á, mẹ con sẽ quay về với nhà mình thôi. Nhưng mà rốt cuộc là ai là người bày ra cái trò này vậy ba? Cái trò này là của mẹ con. Hồi đó mẹ con á, chỉ cho ngoại. Lúc đó đó bà ngoại á, bị trét bỏ nhà ra đi. Nhưng mà bây giờ U50 rồi, còn hợp với idea của cô bé Lệ Lệ lúc 10 tuổi không ba? Với niềm tin son sắt của ba là mẹ con đang về rất gần. Hả? Ê, mẹ. Em. Mẹ. Em. Đùi ba bà. Hả? Mẹ. Thì ra không có tôi ở nhà, cha con mấy người vui vẻ đến như vậy hay sao? Thì tôi cũng muốn về nhà đó. Nhưng mà khi xem xong cái clip đó, tôi muốn về nhà, nhưng mà về để dọn đồ đi kìa. U50 thì mãn kinh với thiếu nhi, suy nghĩ không giống nhau đâu ba. Vậy là ba sai. Ba sai. Ba. Không, say sẩm chút xíu. Ủa, con gái, con đã về tới nhà rồi, con định đi đâu nữa vậy? Dạ, con về con lấy thêm ít đồ để đi công tác vài bữa nữa ba. Trước khi con định đi đâu á, có thể cho ba về phút để ba nói chuyện với con được không? Dạ ba, con... Ba biết con chịu rất nhiều áp lực trong công việc của mình. Cho nên con định bỏ đi đâu đó vài ngày để cho khuây khỏa đúng không? Ba kể cho con nghe chuyện này. Chính ba đã kể cho thằng Hùng chồng của con biết cái chuyện của con lúc 10 tuổi đó.
Lúc đó mẹ của con cũng chịu rất nhiều áp lực, cho nên bà ấy cũng bỏ nhà đi thêm vài ngày. Rồi con có nghĩ cách gì đó mà khiến cho bà ấy trở về. Thì bây giờ cha con của thằng Hùng nó cũng làm y chang cái cách của con làm hồi đó đó con gái à. Chứ thực sự con biết không, khi mà không có con ở nhà đó, cha con nó quay cái nhà này nó rối nùi giống là bù nhùi vậy đó con. Tội nghiệp lắm. Con nghĩ không có con trong nhà này thì ba cha con vui vẻ hơn chứ ba. Sao con lại hỏi ba câu nói này? Đúng ra là cái này con phải hiểu tâm lý của chồng con nhiều hơn là ba chứ đúng không? Ba làm sao biết? Con ngờ người hiểu nó đó con gái à. Thật ra thì con hiểu anh Hùng, hiểu Minh Anh, hiểu Minh Ngọc đã quá lo lắng cho con. Nhưng thời gian này con cảm thấy trong lòng không có được vui. Chính vì vậy mà con không muốn vì sự có mặt của con, vì sự không vui của con mà ba cha con ấy lại cảm thấy bị áp lực. Cho nên con quyết định đi. Chứ thật ra thì những lúc ở một mình con cũng cảm thấy cô đơn lắm ba. Con... Em... À, chồng bay con... kìa. Em được đi. Em được đi. Em cứ ở nhà à, bao nhiêu áp lực hay buồn bực gì hãy trút lên đầu của anh. Em đừng đi nghe. Em đừng bỏ ba cho con anh mà chịu đựng một mình nghe. Em cảm ơn anh. Anh là người chồng tốt nhất của em. Chỉ mà em không nhận ra. Không phải một người chồng tốt đâu, mà em còn hai đứa con ngoan nữa. Dù cho tụi nó đã lớn hết rồi nhưng lúc nào cũng cần có em bên cạnh. Đúng không các con? Dạ. Mẹ ơi, mẹ nghe lời ba đi. Mẹ đừng có đi ra ngoài nữa. Mẹ đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Mẹ, có đi đâu thì cả nhà mình cùng đi. Những người thương yêu nhất của tôi, cảm ơn anh, cảm ơn các con của mẹ. Này, ba kêu xuống ăn khuya kìa. Xuống ăn đi, cho thông cái não ra. Ngồi thừ ra làm gì vậy? Quạo nha, ghét nhất là ai đánh đầu á. Đánh cho cái não nó thông. Nè, giận hả? Mới giận, có xíu mà giận rồi. Đi đi xuống ăn, hâm nóng tình cảm gia đình. Đi, nhanh. Đang tính có nên nói với mẹ cái vụ anh làm stop không nè? Không nha, càng nha. Bây giờ không phải là lúc để nói cho ba mẹ biết đâu. Giờ không phải là lúc, chứ giờ nào mới là lúc. Anh bị khùng hả? Bộ anh không thấy hả? Gia đình mình mới trải qua một cái trận sóng gió hả? Trời ơi, anh cũng phải biết phân tích tâm lý nhân vật chứ. Tâm lý nhân vật nó giống như là cái biểu đồ hình sin vậy đó. Lên lên xuống xuống vậy nè. Anh làm ơn anh để cho ba mẹ hạnh phúc lâu lâu một chút xíu được không? Rồi anh đẩy họ xuống vực cũng được mà. Nó nghĩ anh luôn á. Em quá mệt rồi, em quá nhức đầu rồi. Ok. Nhưng mà anh vẫn thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Sao anh lì quá vậy? Em nhất định sẽ không cho anh nói sớm với ba mẹ. Để thư thư vài ngày nữa rồi anh nói. Anh biết rồi nhưng mà anh vẫn muốn nói. À, ba mẹ, có chuyện gì vậy các con? Chuyện gì mà đứa muốn nói đứa lại không muốn nói? Dạ. Ủa sao ba mẹ lên chi vậy? Tụi con cũng tính xuống ở dưới rồi. Ba mẹ sợ tụi con ngủ quên nên lên gọi tụi con xuống ăn. Dạ, nhưng mà giờ chắc hết vui rồi. Có chuyện gì hả? Dạ. Đau? Không phải. Tại Minh Anh hồi nãy nói với con là lâu lắm rồi Minh Anh mới được gặp mẹ. Cái là Minh Anh yêu thương mẹ vô cùng. Mà nào giờ Minh Anh đâu có nói mấy câu sến súa vậy đâu phải không mẹ? Tự nhiên cái con nói ra con sợ ba mẹ xỉu ngang luôn. Ba mẹ cũng yêu các con. Bây giờ để thể hiện tình yêu thương đó, hai con xuống ăn chung với ba mẹ cho nó vui được chưa? Dạ được. Vậy gia đình mình xuống ăn đi mẹ ha. Đi Minh Anh. Nè, nếu con không đi á là điều á hồi nãy giờ á Minh Ngọc nói là điều là nói dối hết đúng không? Anh à, Minh Anh nhà mình không thích ăn khuya đâu. Nếu mà con không thích á thì cũng đừng ép. Vậy à, thôi thì Minh Anh không ăn. Ba người mình ăn. Ok. Thôi được rồi, chiều theo ý em luôn. Minh Anh con không ăn đúng không? Vậy chúc con ngủ ngon. Còn gia đình mình ba người xuống ăn. Đi con, đi ăn. Đi con. Ừ.
cho. Đào không chết. Ba hứa rồi, bây giờ anh chỉ cần tập trung cho kế hoạch của mình thôi. Nhưng anh cũng phải biết là những gì mẹ nói như đinh đóng cột. Một là một, hai là hai. Thấy là anh nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ một lần đi, coi chừng mẹ đồng ý á. Không bao giờ. Em quên rồi hả? Hồi đó anh đã từng ngồi xuống thẳng thắn kể cho mẹ nghe ước mơ của anh. Cuối cùng sao? Mẹ bẻ lái hồi mẹ quẹo vô ước mơ của mẹ luôn. Nhưng mà đó là suy nghĩ của mẹ. Ba mẹ cứ không tin con vậy đó, nên con phải càng chứng minh cho ba mẹ biết là con khác ba mẹ chứ. Mình là anh. Ba, con xin ba mẹ luôn á, đừng có áp đặt cái cuộc sống suy nghĩ của ba mẹ lên con nữa. Con muốn được làm chủ tương lai của mình mà. Nha ba. Thôi được rồi. Nếu mà con cứ cương quyết muốn làm như vậy á, thì con phải cho ba có thời gian để ba có thể thuyết phục mẹ con. Cho ba vài ngày được không? Ba hứa nha. Ba hứa.